Xin chào thầy cô anh chị, sau đây ban tổ chức sẽ hướng dẫn thầy cô anh chị cách nộp bài tập qua hệ điều hành iOS. Thứ nhất, chúng ta vào Facebook và tìm kiếm nhóm K4 Hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm đến nhà của mình, ví dụ như xóm 01 hoặc nhà 01. Chúng ta sẽ tìm đến ảnh bài tập ngày hôm đó. Và ở trong phần bình luận, chúng ta sẽ nộp bài theo cách nhập mã số cũng như là họ tên của mình, ví dụ N0103 An Thư nộp bài. Sau đó chúng ta sẽ nộp bài ở dưới cái phần bình luận mà chúng ta vừa viết. Sau khi nộp bài xong, chúng ta sẽ ấn vào link để báo cáo bài tập hàng ngày. Ở trong link này có một điều lưu ý mà bạn học viên cần lưu ý, đó là viết đúng mã số học viên của mình để form báo cáo có thể được cập nhật. Chúng ta có thể gõ tên để tìm kiếm như N0103, sẽ hiện ra ngay mã số cũng như tên của mình. Tiếp theo là trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phần nộp bài tập và sau đó sẽ ấn phần gửi báo cáo. Sau khi nộp bài tập xong, chúng ta có thể kiểm tra lại phần nộp bài tập của mình cũng như bài tập của đệ nhị thân ở link xem mình và đệ nhị thân báo cáo, link kiểm tra kết quả. Ở trong link này, chúng ta sẽ gióng theo hàng mã số cũng như họ tên. Khi mà ở trong phần tích bài tập, nó hiện chữ X đỏ là thầy cô và anh chị chưa hoàn thành cái việc nộp form bài tập. Và khi mà cái dấu X đỏ này chuyển sang thành tích xanh thì tức là thầy cô và anh chị đã nộp thành công báo cáo bài tập và cũng như là được tích điểm. Chúc thầy cô và anh chị có một hành trình rèn luyện ý nghĩa.